Chú chó trung thành. Anh chịu khó đi bộ như thế này thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe của anh. Vâng, cảm ơn anh. May quá tôi có ông bạn thân là bác sĩ, chứ nếu không thì... Còn chó hoang kia, đứng lại! Ơ này, ông... Con chó đáng ghét, toàn ăn vụng thức ăn mấy ngày nay. Đứng lại đây. Con chó chạy đâu mất rồi? Tội nghiệp mày, mày bị thương rồi. Con chó hoang này chuyên quậy phá bếp nhà người dân. Tốt hơn hết là anh nên giao lại cho quản lý khu phố xử lý đi, chứ không thì nó lại phá phách nhà dân thì phiền lắm. Con chó này chắc bị bỏ rơi, tội quá. Tôi sẽ nuôi nó, ông bạn ạ. À, nó là chó hoang, quậy phá lắm, anh đừng nên giữ nó. Nó chưa được dạy bảo nên vậy. Với lại, con vật cũng có tình cảm. Tôi tin nếu nó được chăm sóc, nó sẽ ngoan ngoãn thôi. Từ nay tao sẽ gọi mày là Bun. Mà mày đừng quậy phá nhà người khác nữa đấy. Đúng là chó hoang có khác, lúc nào cũng sủa bậy sủa bạ. Con Bun cũng muốn ăn cùng chúng ta đấy. Giờ ông cho nó ăn thì nó theo ông. Ông thử không cho nó ăn xem. Nó lại chẳng bỏ đi ngay, lại quậy phá khắp nơi cho xem. Không phải vậy đâu. Ai dành tình cảm cho nó cũng yêu quý lại. Vậy thôi, phải không Bun? Còn chó hoang nào mà sủa loạn thế không biết. Là con Bun. Đang mưa gió thế này, sao mày lại chạy tới đây? Trời ơi, bỏ tao ra. Bun, bỏ ra. Con chó này bình thường thấy mình không dám lại gần, mà mưa bão thế này nó đi tới đây chắc có việc gì chăng? Hay là cứ kiểm tra xem thế nào. Cẩn thận, Bun. Trời, ông bạn, ông sao thế này? Ông Huấn ơi! Ông Huấn, may quá, ông tỉnh lại rồi. Ông đến đúng lúc quá. Tôi không còn sức để đến nhà ông. Là nhờ Bun đấy. Chính nó đã không quản ngại mưa gió, sấm chớp đi gọi bác sĩ cho ông đấy. Bun, là Bun sao? Tôi thật không ngờ con Bun nó lại thông minh và có tình cảm thế. Ông nói đúng, Bun cũng có tình cảm như chúng ta. Tôi nghĩ nó đã cảm nhận được tình yêu ông dành cho nó, và cũng dùng tình yêu để đáp lại ông. Con trâu yêu quý. Ông Dần đã đi cày về rồi đó à? Trời có nắng rồi, tôi cho trâu về nghỉ. Cả làng này ai cũng biết lão Dần có con trâu béo, lông mượt, khỏe mạnh. Lão ấy yêu trâu như yêu con vậy. Ừ, lúc nào cũng thấy lão ấy với con trâu như hình với bóng. Trâu vàng trâu bạc của ta, cố gắng ăn cho nhiều cho khỏe nhé con.
để xem con trâu kia sẽ thuộc về ta. Trâu yêu quý, hôm nay ông có chút việc lên huyện. Trâu ở nhà ngoan nhé, chốc ông sẽ về sớm cho trâu ăn. Hay quá, lão Dần đi rồi, phải tranh thủ nhân cơ hội này. Nhanh nào, kéo ai phát hiện ra thì tôi. Trâu ơi, trâu vàng trâu bạc của ta ơi, trâu yêu quý của ta ơi, con ở đâu rồi? Con ơi, con thấy trâu của lão không? Ông Năm ơi, ông có thấy con trâu của tôi không? Vừa sáng nay tôi đi lên huyện có chút việc mà có đứa nào nó vào trộm mất trâu của tôi, con trâu yêu quý của tôi. Phải con trâu Mộng hay đi cùng bác không? Trời ơi, vậy là sáng nay tôi nhìn không nhầm rồi. Sáng nay tôi thấy ông Lý Béo làng bên dắt một con trâu giống của nhà bác. Vậy hả? Hay con trâu nhà tôi sổng ra, hắn dắt hộ, để tôi sang đó xin lại trâu. Cảm ơn cô ba nha. Này ông, trâu trong chuồng nhà tôi là của tôi. Ông nói vậy khác gì nói tôi ăn trộm. Nhà tôi có cả chục con trâu, cần gì tôi phải đi ăn trộm của ai? Nếu ông không trả trâu cho tôi thì tôi lên thưa kiện với quan sở. Ông thưa đi, tôi sợ gì. Trâu này là trâu của tôi, nhà tôi có cả chục con trâu béo khỏe, tôi không thèm trộm con trâu của ai cả. Nếu quan không tin thì tôi sẽ nói rõ từng đặc điểm của trâu cho mọi người nghe. Nếu tôi nói sai, tôi xin trả lại con trâu ấy và bồi thường 30 đồng bạc cho ông Dần. Con trâu của tôi có hai chiếc sừng cong vuốt, sừng bên trái thấp hơn sừng bên phải hai đốt tai, giữa đầu có cái xoáy lớn, trên người trâu có tổng là 7 cái xoáy khác nữa. Kiểm tra những đặc điểm mà lão Lý vừa nói. Tuân lệnh đại nhân. Dạ thưa quan, đúng như lời ông Lý miêu tả, không sai một đặc điểm nào. Đã bảo là nuôi trâu thì tôi phải thuộc lào đặc điểm của trâu chứ, chứ không phải như ai kia. Lão Dần, lão có nhớ đặc điểm nào của con trâu không? Dạ thưa quan, nuôi trâu từ bé đến lớn, có bao giờ tôi đo đếm trâu đâu. Tôi chỉ biết mỗi lần tôi vuốt ve nó thường liếm lưỡi hai bên, rồi cọ cọ đầu vào người tôi. Theo như quan thấy thì lão Lý đã nhớ được nhiều đặc điểm của trâu. Quan xử trâu là của lão Lý. Đa tạ quan lớn. Vậy tôi xin phép dắt trâu về ạ. Oan quá quan ơi, con trâu này đích thị là của lão. Lão coi trâu như con, xin quan xét xử lại. Tránh ra, vớ vẩn, trâu này là của tôi. Sao ông không nhớ rõ đặc điểm của con trâu đi? Thường người ta nuôi trâu, ít ai chú ý đo đạc, đếm khoái trâu. Nay bác kia lại nhớ rất kỹ về trâu của bác thì tôi nghi ngờ lắm. Ông này lạ quá, người ta nuôi trâu phải nhớ kỹ đặc điểm của nó chứ. Giống như nuôi con, người ta phải biết đến từng nốt ruồi, cái sẹo của con mình chứ. Được rồi, ta đã có cách để biết con trâu này là của ai. Dạ, dạ. Lão Lý, lão có nhận ra con trâu này của ai không? Con trâu này trông quen quen, hình như là trâu tôi mà. Hình như là thế nào? Con trâu đó ta cho lính đến tận chuồng nhà lão dắt đến đây. Bây giờ lão hãy nói cho ta đặc điểm của con trâu này. Nếu đúng thì ta quả quyết con trâu này và con trâu kia đều là của lão. Dạ, con trâu kia có hai cái sừng, bốn cái chân, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau. Dạ. Nó có bao nhiêu xoáy, dài sừng bao nhiêu, lão nhớ không? Dạ, quả thật là tôi không nhớ. Vậy mà lão nói là trâu lão nuôi, lão phải biết rõ đặc điểm của trâu. Lão quá, rõ ràng lão ăn trộm trâu của lão Dần, cố tình điềm khoái, đo đạc, hòng làm cho chủ trâu thấp lý thua kiện. Giờ ta xử lão phải trả lại trâu cho lão Dần và bồi thường 30 lạng bạc như đã hứa.
Mẹ kế. Hải ơi, ba về rồi nè. Ba. Chào cô Hải. Dạ, cô là... Đây là dì Lành, từ nay dì sẽ đến ở nhà ta. Con phải gọi dì là mẹ đó. Mẹ con mình làm quen nha. Cô không phải là mẹ cháu, cháu chỉ có một mẹ thôi. Kìa, Hải. Kệ nó đi em, mẹ nó mất đã lâu nhưng nó vẫn chưa quên được. Rồi dần dần nó sẽ quen thôi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Ăn đi con. Đã nói cô không phải là mẹ cô cháu mà. Hải, không được hỗn. Kìa anh. Thế mà ba nói ba thương mẹ, thương con. Con chỉ nói có một câu mà ba đã bên cô ấy. Ba không còn thương con nữa phải không? Sao con lại nói thế? Ba vẫn thương con mà. Cô Lành cũng chỉ muốn chăm sóc con thay mẹ thôi. Con không cần ai thay thế mẹ cả. Nếu ba thương con thì ba hãy đuổi cô ấy đi đi. Con. Kìa anh, cứ bình tĩnh đã. Con ghét ba, con ghét cô ấy. Khổ thân em rồi. Em không sao, em sẽ khiến cho con chấp nhận em. Thiệt thòi cho em quá. Thật đáng ghét. Ba đi công tác à? Ừ, ba đi mấy ngày. Mẹ... dì nấu cơm xong rồi. Con rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi. Thôi, dì nấu thì ăn một mình đi. Cháu đi chơi đây. Sắp tối rồi, sao thằng nhỏ vẫn chưa về nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Hải! Hải ơi! Hải! Hải, muộn rồi, về nhà ăn cơm con. Đã nói là cháu không ăn, cháu đang chơi mà, dì về đi. Về đi con, các bạn về hết rồi còn đâu. Không, cháu không về. Cháu tỉnh rồi à? Cháu bị sao thế hả? Cháu không sao, chỉ hoảng sợ nên ngất đi thôi. May là mẹ cháu kịp thời để cháu ra lúc chiếc công nông lao tới, chứ không thì... Mẹ cháu? Ừ, xe phanh gấp, đè lên người mẹ cháu nên bà bị gãy chân. Lần sau phải thật cẩn thận nghe chưa, đừng để mẹ phải lo nữa. Chân đau thế mà vẫn cố ngồi bên cạnh cháu vì sợ cháu có chuyện. Cả đêm qua không ngủ. Chắc là mất sức quá nên giờ mới thiếp đi. Cứ để cho bà ấy ngủ thêm chút nữa. Để cô ra gọi bác sĩ vào khám lại cho cháu nha. Ôi, con tỉnh rồi à? Tốt quá rồi. Con xin lỗi. Chân gì? Chân gì không sao, chỉ trật khớp chút thôi con. Bấy lâu nay con cứ tưởng dì đến để cướp ba của con, nên con đối xử không tốt với dì, làm dì buồn. Vậy mà con xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Con vừa gọi ta là gì cơ? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Nàng tiên cá nhỏ. Ngày xưa, nơi đáy đại dương sâu thẳm, vua Thủy Tề sinh sống. Con gái út của vua là tiên cá Ivril, không chỉ xinh đẹp nổi bật mà còn sở hữu một chất giọng trong trẻo, mượt mà. Ivril, giọng hát của con rất tuyệt, nhưng bởi thế cha càng thêm lo. Hãy nhớ lấy lời cha dặn, con chớ bơi lên mặt nước. Nhưng cha ơi, cuộc sống trên mặt nước rất thú vị. Hải âu bay khắp chốn và đã kể cho con biết.
Vậy là con đã từng bơi lên. Dạ, con chỉ bơi lên một chút thôi. Mặt đất không phải thế giới của chúng ta. Con hãy cẩn thận và tránh xa loài người. Hãy nhớ lấy lời cha. Dạ. Dù vua cha ngăn cản, nhưng Avril vẫn nhiều lần trốn lên mặt nước cùng với người bạn cá heo nhỏ và hải âu. Này, kia chính là tàu biển của con người. Họ chơi nhạc gì mà du dương vậy? Hỡi nàng tiên cá nhỏ, tốt nhất là mình hãy tránh xa con tàu đó. Trên tàu đó chính là con người. La 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 la. Tiếng hát đầu nghe trong trẻo vậy. Một giọng nữ ngọt ngào hiếm thấy. Nàng là ai? Ngày cuối cùng cũng đến. Con gái của vua Thủy Tề và một con người. Hỡi bão tố cuồng phong, hãy nhấn chìm con tàu đó. Mình phải cứu họ. Đây chính là cây sáo mà chàng ngân lên giai điệu ngọt ngào. Chàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thật may quá, chàng vẫn còn sống. Hình như hoàng tử ở phía bờ biển kia. Tạ ơn trời đất, chúng ta đã tìm thấy hoàng tử rồi. Một cô gái xinh đẹp đã cứu ta. Chính nàng là người cất giọng hát du dương. Khi ta thổi sáo trên biển, ta phải tìm nàng. Con đã cứu con người khỏi chết đuối có phải không? Thưa cha, con đã làm. Nhưng nếu không thì anh ấy sẽ chết đuối. Đủ rồi, con người sẽ không mang đến điều gì tốt lành cả. Từ nay, con sẽ bị cấm hoàn toàn việc ra khỏi thủy cung. Mụ phù thủy đã nhìn thấy tất cả sự buồn khổ của nàng tiên cá. Nhờ quả cầu pha lê ma thuật, cơ hội đã đến để mụ thực hiện âm mưu thống trị thế giới đại dương. Hỡi tiên cá nhỏ, ta đến đây chỉ muốn giúp nàng. Ngươi là phù thủy đại dương, làm sao mà ngươi tới được đây? Nàng không muốn gặp lại chàng hoàng tử tuấn tú đó nữa sao? Ngươi nói gì? Ta sẽ giúp nàng thành người. Có điều trong 3 ngày, nếu nàng không làm cho hoàng tử hôn mình, thì nàng sẽ trở lại làm tiên cá và sẽ là nô lệ cho ta. Và một điều nữa, ta phải có giọng nói của nàng thì mới có thể giúp. Giọng nói ư? Mất đi giọng nói thì làm sao ta có thể làm cho chàng yêu ta? Nàng vẫn còn khuôn mặt xinh đẹp của mình mà. Đây là cơ hội duy nhất cho nàng đó. Được, ta đồng ý. Nàng ấy đã quyết tâm lên bờ, dù phải mất đi giọng nói. Cá heo nhỏ, dù thế nào, chúng ta cũng phải bảo vệ nàng. Đây là cây sáo của ta rồi. Nàng chính là người đã cứu ta phải không? Và chính nàng đã cất giọng hát ngọt ngào trên biển. La 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 la. Giọng hát ngọt ngào ấy, người con gái kia. Hải âu phát hiện thiếu nữ kia chính là mụ phù thủy đã yểm bùa khiến hoàng tử mê muội. Giọng nói cô ta đang có là đã cướp của Avril. Hải âu đã cùng những người bạn bay tới phá đám cưới, lấy lại vỏ ốc chứa giọng nói Avril. Tránh ra, lũ chim xấu xa, ta sẽ trừng trị bọn mi. Hoàng tử, đây là cây gậy đinh ba quyền lực của ta. Bà hãy cầm lấy và thả con bé ra. Để ta xử lý nốt tên người yêu khốn khổ của ngươi. Dù nàng có là một nàng tiên cá đi nữa, ta vẫn yêu nàng. Chỉ mình nàng thôi. Mụ phù thủy bị trọng thương, sóng dữ chồm lên nuốt chửng mụ.
vua Thủy Tề lấy lại được cây gậy Đinh Ba. Ông chứng kiến tình yêu sâu sắc của con gái và chàng hoàng tử dũng cảm. Con gái ta đã thực sự yêu chàng trai này rồi, ta nỡ lòng nào chia cách chúng chứ? Từ đó, nàng tiên cá trở thành một cô gái bình thường. Nàng sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi. Những con thiên nga không mến khách. Ngày xưa, xưa lắm rồi, ở một cung điện nọ có một hồ nước vô cùng quý giá. Bệ hạ xem, hồ nước như giác vàng vậy. Bầy thiên nga kia đúng là lộc trời ban xuống đó ạ. Mỗi năm chúng thay lông hai lần, đem lại số vàng không nhỏ. Chúng đã ở đây gần 3 năm rồi. Đúng thế, của cái cô ta là vô hạn. Thử hỏi làm gì có nơi nào trên trần gian này lại có một hồ nước giác bạc như ở đây chứ? Đúng vậy ạ, bệ hạ nói thật chí lý. Của cải của người đúng là vô hạn. Nhớ là hồ nước này chỉ có ai được lệnh ta cho phép được lui tới thì mới được tới đó. Dạ thưa bệ hạ, không ai dám lui tới đây khi chưa có lệnh của người đâu ạ. Hỡi các bạn của tôi, vậy đấy, nhà vua của vương quốc này hết sức coi trọng chúng ta. Cuộc sống ở đây thật tuyệt vời để gắn bó lâu dài, phải không? Đúng thế, hồ nước rất đẹp, không khí thật dễ chịu. Ở đây chúng ta không phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa đông lạnh thì nhà vua đã có các biện pháp để giữ ấm khu hồ. Hàng ngày chúng ta được thỏa thích thưởng thức bao nhiêu là thức ăn ngon nhất trên thế gian này. Sống ở đây thật tuyệt. Bạn là ai? Sao bạn lại tự ý đậu xuống hồ này vậy? Bạn phải biết rằng chúng tôi ở đây hàng năm đều phải trả bằng 2 lần thay lông hoàn toàn bằng vàng đó. Hồ này là thuộc sở hữu của chúng tôi. Tớ không biết, nhưng mà tớ thích cái hồ này lắm và muốn được ở lại đây. Tớ chỉ cần rất ít chỗ để ở thôi. Không đời nào, nhất định là không. Các bạn có thể nhường lại cho tớ một góc nhỏ thôi được không? Bảo không là không. Này chị nhường này. Trời, từ đâu tới con chim khổng lồ bằng vàng thế kia? Đúng là một con chim quý hiếm. Chúng ta phải đi báo ngay cho đức vua để ngài phân xử. Trời đã mang tới cho ta một chú chim quý giá bội phần. Lính đâu, bao dẹp lũ thiên nga kia sang một bên. Hãy bảo vệ con chim vàng khổng lồ cho ta. Các bạn ơi, tôi không muốn cảnh bị đối xử thế này chút nào. Nhà vua vì con chim lạ này mà hy sinh chúng ta. Các bạn mau bay đi, chúng ta sẽ tìm một cái hồ khác. Thà chịu khổ một chút còn hơn bị đối xử tệ. Không sao cả, ta đã có chú chim vàng khổng lồ tuyệt đẹp kia rồi. Từ nay hồ nước này sẽ là của một mình chú chim kia. Trời, lính đâu, mau làm gì đi chứ, không được để nó bay mất. Nhà vua chỉ biết đến mối lợi mà thôi. Ai biết được ông ta đang có âm mưu gì và điều gì sẽ xảy ra với mình khi sống lâu tại khu hồ đó chứ. Nên tìm một nơi khác thôi. Trời ơi, ta đã làm gì thế này? Chỉ trong phút chốc mà mất tất cả. Hey!
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.